Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 25 tại tháng 5 năm 2020 và hôm nay là ngày thứ hai tại Hoa Kỳ và hôm nay là một ngày lễ gọi là Memorial Day cho nên thị trường tài chính sẽ không mở cửa nhưng mà có một thị trường luôn luôn mở cửa đó chính là thị trường crypto và các bạn thấy được là đáng tiếc là ngày hôm qua Bitcoin đã không tiếp tục trở lên mà thử 10.000 đô mà bây giờ để đi trở xuống ở cái mức là 8.872 và lý do tại sao thì nhiều người bây giờ cho là liên quan tới một cái tin tức, một cái đề tài mà thường muốn nói với các bạn, một đề tài mà cũng gây ra khá nhiều những cái sự lo ngại. Đó chính là đề tài liên quan tới nước Nga. Tin tức là nước Nga có phải là muốn cấm Bitcoin, cấm Crypto hay là không? Và điều này sẽ làm ảnh hưởng như thế nào? Các bạn thấy được đây là một cái tin tức mà làm cho nhiều người là cực kỳ lo lắng và thường cũng muốn dạy cho video này. Trước hết là sẽ nói về thật hư của cái tài liệu liên quan tới nước Nga có muốn là cấm Crypto và Bitcoin hay là không? và những cái tài liệu chi tiết hơn mà các bạn thấy là những bài viết ở trên mạng sẽ không có đưa đầy đủ những tài liệu đó để các bạn hiểu rõ hơn về tình hình hiện tại ở nước nga là như thế nào kế tiếp thường cũng muốn dùng cái cơ hội này để mà chia sẻ cảm nghĩ của thuận về tài liệu này cũng như là trả lời một câu hỏi mà thuận nhận được rất nhiều từ các bạn đó chính là nếu như mà tất cả các quốc gia cùng nhau hợp lại để mà đàn áp thị trường crypto cấm bitcoin cấm crypto thì lúc đó thị trường này sẽ đi về đâu tình hình lúc đó sẽ như thế nào đây cũng là một cái đề tài mà thường sẽ nói tới trong cái video này nhưng mà trước hết điều các bạn cần nên biết là tất cả những cái bài viết mà các bạn nhìn thấy trên mạng hay là những cái video liên quan tới cái đề tài này là phần lớn là bắt nguồn từ một cái bài viết của nước nga các bạn thấy được đây chính là cái bài viết mà hầu hết những tài liệu chúng ta đọc được trên mạng là trích nguồn từ bài viết này. đương nhiên đây là một cái bài viết à, bằng tiếng nga cho nên chúng ta sẽ nhìn vào bài viết này bằng tiếng anh để xem như là tình hình như thế nào. và chúng ta cũng nói tới là đây có phải là một cái tin tức đáng lo ngại hay là không? các bạn thấy được là ở trong thị trường crypto này thì chúng ta có hai từ mà những bà nào mà mới tham gia sẽ thấy là sử dụng rất nhiều. từ đầu tiên đó chính là FED từ thứ nhì đó chính là FOMO, first thì viết tắt cho là fear, uncertainty and doubt, có nghĩa là lo lắng, không chắc chắn và có cái sự nghi ngờ. thì khi mình thấy được là cái chữ đầu tiên là cái chữ fear, còn khi mà chúng ta nói tới uh, FOMO FOMO viết tắt cho fear of missing out có nghĩa là cái sự lo lắng là sẽ bị bỏ lỡ cơ hội. Thì cái chữ đầu tiên các bạn thấy được là FOMO hay là FUD là cái chữ fear có nghĩa là lo lắng. Các bạn thấy được là lo lắng. Đó chính là cái cảm xúc mà sẽ dẫn tới những người đầu tư đưa ra quyết định như là mua hay là bán. Các bạn thấy được là khi chúng ta nói tới là FUD thì sẽ dẫn đến là mọi người đi bán tại vì có cái sự lo ngại và nghi ngờ. Nhưng mà khi chúng ta nói tới FOMO thì sẽ dẫn đến là mọi người vào để mà mua tại vì lo sợ là sẽ bị bỏ lỡ cơ hội cho nên quản lý được cái cảm xúc lo sợ là điều mà rất quan trọng nếu như các bạn muốn là đầu tư lâu dài và có hiệu quả và điều tôi muốn chia sẻ với các bạn là không phải là chúng ta uh, không nên lo sợ thật ra khi đầu tư các bạn cần phải suy nghĩ đến là khi các bạn đầu tư thì cái kết quả xấu nhất sẽ là gì rủi ro là tính từ đâu để các bạn có thể là tính toán rủi ro và tính toán cơ hội lợi nhuận và đưa ra quyết định đầu tư của mình nhưng mà để làm được điều đó thì các bạn cần phải có những cái thông tin chính xác và nhanh thì đây cũng là một trong những điều mà thuận cũng muốn chia sẻ với các bạn hàng ngày để các bạn có thể nắm được những cái tài liệu mới nhất và thuận cũng muốn chia sẻ một số những cảm nghĩ cá nhân để các bạn có thêm một góc nhìn về các sự kiện đã được xảy ra hàng ngày ở trong thị trường tài chính cũng như là trong thị trường crypto đương nhiên là các bạn thấy là thuận thì nhiều khi bận công việc công ty cho nên cũng không có thời gian để mà chia sẻ nhiều nhưng mình thuận cũng sẽ cố gắng và chúng ta trước khi mà trở lại với lại cái đề tài ngày hôm nay thì nếu như mà các bạn chưa đăng ký hay là các bạn thích những cái video tương tự thì các bạn nên bấm nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như các bạn muốn theo dõi Thuận Capital trên các mạng xã hội thì các bạn có thể theo dõi bằng cách là đi vào trang web thuậncapital.com Sau đó các bạn bấm vào giới thiệu, các bạn sẽ thấy được là những cái mạng xã hội như là Facebook, Telegram và Twitter tới cái, cái link nằm ở trên màn hình và cái link cũng sẽ nằm ở phía dưới video này và cũng tương tự các bạn muốn tìm hiểu các sàn giao dịch crypto thì link cũng sẽ nằm ở phía dưới video này những sàn margin như là stx hay là bybit hay là các bạn muốn giao dịch sàn binance hay là sàn coinbase thì link cũng sẽ nằm ở phía dưới video này hay là ở cuối video thì sẽ có thêm một số những thông tin về những sàn này thì chúng ta nhìn trở lại với cái tình hình hiện tại thì các bạn thấy được là trước hết chúng ta hãy nói tới là chuyện gì đã xảy ra thì cái tên khoảng chừng 2 ngày thì chúng ta đã thấy một số những cái bài viết đến từ những cái trang web nhỏ hơn liên quan đến là việc là có phải là nước Nga sắp sửa đưa ra lệnh cấm crypto Bitcoin hay là không. Và thật ra thì đã có một số những cái tin tức nhỏ hơn trước đó nhưng mà mãi cho tới khoảng chừng là 1-2 ngày mới đây thì nhiều người mới cho đây là một cái tin tức thật mà có thể là chúng ta cần phải quan tâm đến. Và để hiểu được chuyện gì xảy ra chúng ta sẽ nhìn vào một số những cái điểm nổi bật của bài viết này. Điều đầu tiên khi bạn thấy được là bài viết này nói tới là đây là một cái dự luật dự luật này là được đưa ra bởi một nhóm người ở quốc hội của nước nga hay là russian parliament thì các bạn thấy được là dự luật này có thật hay là không thì dựa theo những tin tức thường nhận được thì đây thực sự là một cái dự luật mà đã được đề xuất nhưng mà dự luật này đã đi tới đâu hay là các bạn có thấy được là dự luật này có cơ hội thông qua hay là khi nào bỏ phiếu áp dụng như thế nào thì các bạn thấy được là đây là những cái điều mà chưa có những tài liệu chính xác thậm chí bây giờ là những tài liệu mà thường mới chia sẻ với các bạn những tài liệu mà các bạn nhận thấy được từ các trang web lớn như là bitcoin.com hay là trang web Cointelegraph hay là coindesk thì những cái tin tức đó, những bài viết đó là chúng ta cũng chưa chắc đây có phải là cái phiên bản mới nhất của dự luật này hay là không. Đây chỉ là những điều mà đã được nói tới. Thì trong dự luật này nói những gì? Trong dự luật này nói là nếu như mà một cái người cá nhân nào đó mà sử dụng Bitcoin, sử dụng crypto trong cái việc thanh toán tài chính, giao dịch tài chính thì có thể là sẽ bị đi tù lên tới 7 năm và có thể là bị phạt 7.000 đô la nếu như mà vi phạm cái luật này khi mà được thông qua tuy nhiên thực lực này vẫn chưa phải là lực chúng ta chỉ nói đây là một cái dự lực mà thôi cái đó nữa là nếu như là một cá nhân nào mà sử dụng ngân hàng ở nước nga để mà mua bán crypto thì cũng là phạm luật đó là điều thứ nhì điều thứ ba nếu như mà một công ty nào đó mà tự đưa ra tiền riêng của công ty đó nghĩa là tự đưa ra token nghĩa là tự đưa ra ico thì sẽ bị phạt lên tới 2 triệu rubles hay là tương đương với lại 28 nghìn đô Thì ở Hoa Kỳ các bạn thấy được là những công ty tư nhân như là công ty uh, JP Morgan thì có thể là đưa ra cái đồng riêng là JPM coin hay là các bạn thấy là công ty Facebook thì muốn đưa ra cái đồng riêng là đồng Libra thì ở nước Nga bây giờ nói là không thể làm như vậy nếu như một công ty nào mà muốn tự đưa ra một đồng riêng thì phải đi xin giấy phép của Russian Central Bank, ngân hàng chủ bương của nước Nga Thì điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn ở đây là xin giấy phép chỉ là một cái hình thức căn bản là thường nghĩ là sẽ không thể nào mà xin được giấy phép nếu như, như mà đây là một cái dự luật mà được thông qua tại sao tại vì các bạn thấy là lý do mà cái dự luật này được đưa ra thì nói là tại vì cái sự lo ngại liên quan tới cái ảnh hưởng của tiền kỹ thuật số liên quan tới uh, nền kinh tế của nước Nga liên quan tới việc là tiền kỹ thuật số dùng trong việc rửa tiền hay là liên quan tới tiền kỹ thuật số dùng trong những cái việc phạm pháp nhưng mà thật ra đây là những điều mà chúng ta đã nghe tới rất là nhiều thật ra đã đã quá xưa các bạn thấy được là những cái sự chỉ trích đó là đã đến từ năm 2017 năm 2018 và trong khi mà hơn một năm qua chúng ta hầu như là không còn nghe nói tới nữa nhất là khi mà chúng ta thấy là càng ngày lại càng có nhiều những công ty lớn những người mà có tên tuổi tham gia vào thị trường này và thường cũng đã từng chia sẻ với các bạn là không có một dẫn chứng nào cho thấy là tiền kỹ thuật số là cái lựa chọn hàng đầu của những người mà làm việc phạm pháp tại vì các bạn thấy được là cái lựa chọn hàng đầu để mà làm việc phạm pháp đó chính là sử dụng tiền mặt sử dụng đồng đô la tại vì đồng đô la thì các bạn không thể nào mà truy tìm là đồng đó là ai giữ trước đó là người nào giữ các bạn thấy được là cái số tiền trong túi các bạn để mà truy ra được tiền đó từ đâu đến và ai đã từng giữ là một điều mà hoàn toàn không thể nhưng mà ở trên blockchain đây là một điều hoàn toàn có thể cho nên các bạn thấy được là tiền kỹ thuật số không phải là lựa chọn đầu tiên cho những người mà phạm pháp cho nên những cái lý do đó chỉ là một lý do biện hộ. Cái lý do quan trọng hơn nữa đó chính là cái sự lo sợ của cái ngân hàng trung ương của nước Nga về việc là tiền kỹ thuật số nhất là Bitcoin có thể làm ảnh hưởng trực tiếp đối với việc quản lý tiền bạc và đưa ra cái chính sách tiền tệ cho nên mới có những cái luật như thế này. Vì lý do đó thì không nghĩ là một công ty nào có thể xin được giấy phép từ ngân hàng trung ương của nước Nga nếu như mà luật này được thông qua. Điều kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là nếu như mà một cá nhân hay là một đơn vị nào mà sử dụng tiền kỹ thuật số trong cái việc là thanh toán Thì các bạn thấy được là nếu như mà một cá nhân mà sử dụng tiền kỹ thuật số để mà thanh toán mua bán hàng hóa hay là dịch vụ Thì có thể là bị phạt lên tới 200.000 ruble, nghĩa là tương đương với lại 2.800 đô và các bạn thấy được là một cái đơn vị một công ty mà dùng tiền kỹ thuật số trong cái việc thanh toán thì có thể là bị phạt lên tới là một triệu rubles hay là 13.900 đô la thì các bạn thấy được là những con số này À, khi chúng ta so sánh với lại đồng đô la ở Hoa Kỳ thì cái số tiền phạt này không có cao Các bạn thấy được là mỗi lần mà một công ty nào mà bị phạt tại vì đưa ra những cái ICO mà không có giấy phép ở Hoa Kỳ thì bị phạt lên tới mấy triệu Thì cái con số 13.000, 2.800 đô này hay là 28.000 đô là một con số mà so sánh với lại những cái điều được xảy ra ở Hoa Kỳ thì không nhiều Nhưng mà so sánh với lại nước Nga thì đây là một con số tiền rất là lớn và đây chỉ là những cái con số căn bản nếu như mà cái sự ảnh hưởng quá lớn làm thiệt hại quá nhiều thì có thể là bị truy ra cái tội hình sự cộng với lại cái số tiền phạt sẽ cao hơn và điều cuối cùng được nói tới bên bài viết này đó chính là những người nào mà ở nước nga mà đang lưu trữ à, tiền kỹ thuật số thì phải đi đăng ký với lại cái cục thuế ở nước nga và phải cho cục thuế biết là cái số tiền kỹ thuật số này đến từ đâu các bạn dùng tiền nào để mà mua thì các bạn thấy được là đây cũng không phải là một điều mà chúng ta cũng thấy quá lạ tại vì năm nay những bạn nào mà ở Hoa Kỳ cũng đã biết là khi các bạn thay thuế thì trên cái giấy tờ thay thuế có một cái nơi mà các bạn là phải đánh cái dấu tích nếu như mà các bạn đang sở hữu tiền kỹ thuật số tuy nhiên các bạn không cần phải cho cục thuế IRS ở Hoa Kỳ biết là các bạn lưu trữ bao nhiêu tiền kỹ thuật số nhưng mà các bạn phải cho IAS biết là các bạn lưu trữ tiền kỹ được số thì đây cũng là cái điều tương tự mà được đưa ra bởi cái dự luật này. Tuy nhiên là ở nước Nga thì muốn cái bạn là không những là cho cục thuế biết các bạn đang lưu trữ tiền kỳ được số mà phải cho biết là bao nhiêu. Đương nhiên lý do tại sao thì là liên quan tới việc đóng thuế. Thì các bạn thấy được là cái sự quan hệ giữa tiền kỳ được số với lại nước Nga thì là có sự quan hệ cũng rất là phức tạp, cũng tương đương với lại là cái sự quan hệ giữa tiền kỳ được số với lại Trung Quốc. Thì các bạn thấy được là trong bao nhiêu năm qua chúng ta nhận được rất nhiều và rất nhiều những cái bài viết liên quan tới nước Nga uh, sẽ đưa ra những cái chính sách gì liên quan tới tiền kỹ thuật số nhưng mà mãi cho tới năm ngoái thì các bạn thấy được là cuối cùng thì Vladimir Putin cũng đã nói là phải đưa ra những cái lực rõ ràng hơn liên quan tới uh, tiền kỹ thuật số để mà quản lý cái thị trường này và cái thời gian mà Vladimir Putin muốn có được cái dự luật đó chính là hồi tháng 7 năm 2019 và các bạn thấy được là bây giờ đã gần như một năm sau chúng ta vẫn chưa có một cái luật nào rõ ràng hơn liên quan tới crypto ở nước Nga. Đây là một cái dự luật mà có thể nói là mới nhất, nhưng mà đây không phải là cái dự luật đầu tiên, các bạn thấy được là trước đây chúng ta à, cũng đã từng nghe nói tới một số những cái cuộc đàm phán, những cái cuộc phát biểu. Thì trước hết chúng ta sẽ nói tới một cái cuộc phát biểu, đây là một bài viết của Forbes à, được đưa ra ngày 31 tháng 3 năm 2020. Và trong bài viết này thì là một cuộc phỏng vấn của Tổng trưởng Lý, của cái ngân hàng trung ương của nước Nga, ông Alexey Gusnov. Thì đây là một cuộc phỏng vấn của Gusnov với lại chương trình News Interfax. Thì trong cuộc phỏng vấn này, Alexey Gusnov, tổng chương lý của ngân hàng trung ương của nước Nga đã đưa ra một cái lời phát biểu là ông ta biết là không có cách nào mà ngân hàng trung ương của nước Nga có thể là cấm Bitcoin và tiền kỹ thuật số tuyệt đối được. Tại vì mình thấy được là Bitcoin là một cái mạng lưới phi tập trung, không ai có thể quản lý được bất cứ một giao dịch nào cũng không ai có thể là ngưng giao dịch đó hay đóng băng giao dịch đó hay là tịch thu kho được. Và ta cũng đã nói rất rõ ràng là nước Nga không có ý định là sẽ đưa ra cái luật cấm tiền kỹ thuật số. Nếu như mà người dân đăng ký tiền kỹ thuật số mình có với lại chính phủ Nga thì hoàn toàn có thể được sở hữu tiền kỹ thuật số. Và một bài viết nữa, cách đây khoảng chừng là vài tháng, cách đây 7 tháng thì có một bài viết liên quan đến một cái cuộc bàn bạc giữa hai bộ phận của nước Nga một là ngân hàng trung ương của nước Nga và thứ nhì là cái bộ nội vụ và điều mà nước Nga muốn ở đây là làm sao để mà có thể là tịch thu tiền khi được số nếu như mà biết là cái tiền kỹ được số đó là tiền khi được số đến từ những cái việc phạm pháp thì cái kết luận được đưa ra là nếu như mà muốn tịch thu tiền kỹ thuật số thì trước hết là nước nhà phải đưa ra cái luật là công nhận tiền kỹ thuật số là có giá trị là một tài sản thì sau đó mới có thể là đưa ra những cái luật là sẽ tịch thu tiền kỹ thuật số như thế nào. Nhưng mà các bạn thấy được là cái dự luật mới này thì có một phần cũng tương tự như là cái bài viết được chia sẻ hồi tháng 3 hay là hồi à, cách đây 7 tháng thì các bạn thấy là bài viết này không có nói là sẽ cấm tiền kỹ thuật số cũng như là cái lời phát biểu của Alexei Gusnov của ngân hàng trung ương của nước Nga nhưng mà các bạn thấy được là tại sao mà họ không nói thẳng là cấm tiền kỹ thuật số nhưng mà khi chúng ta nhìn vào những cái luật này thì gần như là cấm có nghĩa là chỉ có một điều duy nhất các bạn có thể làm ở nước Nga nếu như mà cái dự luật được thông qua đó chính là các bạn có thể sở hữu tiền kỹ thuật số thì làm sao các bạn có thể sở hữu được tiền kỹ thuật số nếu như mà họ không cho các bạn mua bán thông qua ngân hàng và tại sao các bạn lại muốn sở hữu tiền kỹ thuật số nếu như mà họ không cho các bạn sử dụng tiền kỹ thuật số đó trong việc thanh toán hàng ngày thì các mình thấy được là những điều này thì cũng gần như là muốn cấm cái sự hoạt động của Bitcoin và crypto ở nước Nga chỉ là họ không muốn nói cái câu là cấm tại vì các bạn thấy được là nếu như xuyên mới tự cấm thì cảm thấy là cái việc gì đó đã quá lớn lao mà không quản lý được cho nên chính phủ mới ra cái lệnh cấm nhưng mà những cái điều mà thường mới vừa chia sẻ với các bạn cũng là tương đương với cấm và đương nhiên những điều mà được nói tới trong dự luật này thì gắt gao hơn nhiều so với những cái quốc gia khác như là các bạn thấy được là ngay cả trung quốc bây giờ thì các bạn à, vẫn có thể là mua và lưu trữ tiền kỹ thuật số Tuy là các bạn không thể à, đem tiền thuật số đó đi trade trên các sàn giao dịch hay là không thể tự đưa ra ICO thì đây là một cái dự luật cắt giao hơn và đương nhiên câu hỏi mà các bạn có là nếu như mà được thông qua thì hưởng như thế nào đối với cái thị trường của Bitcoin thì các bạn thấy được là đương nhiên ảnh hưởng sẽ rất là xấu đây không phải là một điều tốt nếu như mà dự đường này được đưa ra thì trong thời gian ngắn hạn những người mà lưu trữ tiền kỹ số của nước Nga có thể là họ sẽ ào ạt bán tại vì có thể là đưa ra một cái thời hạn giống như trong vòng là hai tháng hay là ba tháng gì đó thì người Nga phải đăng ký tiền kỹ số của mình với lại ngân hàng trung ương của nước Nga hay là người Nga phải bán đi cái số tiền đó trước khi mà cái luật này À, được thực hành Tuy nhiên đây chỉ là những cái suy đoán của thường chúng ta chưa nhận được thêm những cái tài liệu mới Nhưng mà trong thời gian ngắn hạn Thì nghĩ là cũng đủ để làm cho nhiều người ở nước Nga lo sợ và bán đi tiền cư đột số Cũng có nghĩa là nếu như mà được thông qua mà đây là sự thật thì chúng ta có thể là có thấy được thêm một cái đợt đi xuống giá nữa Tại vì chúng ta không biết được là người Nga bây giờ lưu trữ bao nhiêu Bitcoin, lưu trữ bao nhiêu những cái crypto khác Đó là điều đầu tiên Điều thứ nhì thì trong thời gian dài hạn thì điều này sẽ làm ảnh hưởng rất là xấu đối với sự phát triển của blockchain cũng như là sự phát triển của ngành tiền kỹ thuật số của nước Nga. Đương nhiên các bạn thấy được là những điều này sẽ làm cho cái ngành kỹ thuật số của nước Nga hoàn toàn có thể là bị bế tắc. Nhưng mà lâu dài thì sự ảnh hưởng đối với Bitcoin cũng như là các crypto khác sẽ không có nhiều. Tại sao? Thì chúng ta sẽ đưa ra một số những cái tài liệu khác để các bạn có thể hiểu rõ hơn. Thì trước hết chúng ta nhìn vào một cái điều mà tương tự được, được xảy ra hồi năm 2017 và đây là một điều mà rất lớn được xảy ra hồi tháng 9 năm 2017 nhưng mình nào mà đã ở trong thị trường crypto thời điểm đó thì cũng đã biết đó chính là cái tin tức liên quan tới Trung Quốc đột ngột đưa ra cái luật là cấm các sàn giao dịch hoạt động ở Trung Quốc cũng như là cấm ICO và điều này đã làm cho thị trường Bitcoin và crypto dao động rất là lớn và các bạn thấy được là tại sao dao động Tại vì lúc đó thị trường ở Trung Quốc là một cái thị trường cực kỳ lớn Bây giờ các bạn thấy được là những thị trường lớn như là thị trường ở Hoa Kỳ Hay là thị trường ở Nhật Bản hay là Hàn Quốc Nhưng mà năm 2016, năm 2017 thị trường Bitcoin mà giao dịch nhiều nhất Đó chính là thị trường ở Trung Quốc Và cái tin tức này đương nhiên đã làm cho Bitcoin đi xuống giá rất là mạnh Thì các bạn thấy được là ở thời điểm đó thì Bitcoin đã từ cái mức là hồi tháng 8 trước khi mà có cái tin tức này đưa ra Bitcoin lên tới cái mức là 4.800 đô và sau khi mà tin tức này đưa ra thì Bitcoin đã đi xuống tới cái mức là 3.100 đô nhưng mà sau đó thì sao? Sau đó thì các bạn thấy được là Bitcoin là tiếp tục hồi phục lại rất là nhanh trong vòng chỉ có là hai tháng đã hồi phục lại và tiếp tục đi lên trên con đường để đạt cái đỉnh là 20.000 đô hồi cuối tháng 12 năm 2017 và các bạn thấy được là ngay cả một cái quốc gia mà có cái sự ảnh hưởng lớn liên quan đến thị trường crypto như là Trung Quốc hồi trước đây mà sự ảnh hưởng cũng là trong thời gian ngắn hạn sau đó là giá cả lại hồi phục và thật ra thị trường crypto đã bỏ rơi Trung Quốc nghĩa là tất cả những sàn giao dịch thì đã rời ra từ Trung Quốc dời nước ngoài đó lúc mà các bạn thấy được là những sàn giao dịch là phải dời qua bên Hồng Kông hay là dời qua bên Nhật Bản như là Binance nhưng mà sau đó thị trường vẫn tiếp tục phát triển và bỏ rơi Trung Quốc. Trung Quốc có nói gì nữa thì cũng vô dụng. Các bạn thấy được là sau đó uh, thì thị trường vẫn tiếp tục phát triển và cái sự ảnh hưởng của Trung Quốc ngày lại càng thấp đi. Nhưng mà các bạn thấy được là cái sự tương tự có thể xảy ra hay là không liên quan tới uh, nước Nga thì các bạn thấy được đầu tiên là cái sự ảnh hưởng của nước Nga đối với thị crypto bây giờ là không có phải như là Trung Quốc hồi năm 2017 cho nên cái việc mà ảnh hưởng về mặt giá cả thì cho dù có đây nữa, thường còn cảm thấy là không có có nhiều, thường chỉ sợ là nhiều người không hiểu rõ cái sự ảnh hưởng của cái tin tức này và những người mà không sống ở nước nga cũng đi bán bitcoin, đi bán crypto, tại vì họ nghĩ là đây là một tin tức rất là xấu sẽ làm ảnh hưởng tới thị trường này trong thời gian dài hạn, thì đây đối với thần không phải là một cái sự thật, chỉ có cái sự ảnh hưởng ngắn hạn. Thứ nhì nữa các bạn thấy được là sau khi mà trung quốc đưa ra những cái luật như là à, cấm sàn giao dịch ICO nhưng mà người dân thì vẫn có thể là được sở hữu nhưng mà không thể sử dụng thì được số trong cái việc thanh toán thì lúc đó có hiệu quả hay là không các bạn thấy được là có rất nhiều những cái tài liệu cho thấy được là không hiệu quả tại vì sau đó thì nhiều cái sàn giao dịch ở Trung Quốc để dài qua bên Hồng Kông về qua bên Nhật Bản Hàn Quốc và những người Trung Quốc thì lại tiếp tục âm thầm sử dụng VPN để mà giao dịch cho những sàn đó cho nên các bạn thấy được là Trung Quốc thì lại tiếp tục đưa ra nhiều cái luật gắt gao hơn để mà quản lý thị trường này nhưng mà cuối cùng thì cảm thấy là cái sự thành công cũng không có tại sao các bạn thấy được là gần đây nhất là hồi tháng 11 năm 2019 thì ở thâm quyến dựa theo bài viết này của Telegraph thì vẫn có 39 các sàn giao dịch hoạt động ở thâm quyến mặc dù là lệnh của Trung Quốc là không cho hoạt động kế tiếp cho bạn thấy được là người Trung Quốc cũng có cách để mà mua được rất nhiều uh, crypto một dẫn chứng cho bạn thấy được là gần đây có những cái vụ scam lớn như là Wu token hay là các bạn thấy được là plus token thì đây là những cái dù scam mà các bạn thấy được là có rất nhiều và rất nhiều bitcoin Ethereum đã bị gạt trong vụ scam này và phần lớn những người mà tham gia Wu token hay là Plus token là những người mà đến từ Trung Quốc như là các bạn thấy được là Wu token có tới 715.000 nạn nhân và cái số tiền này đến từ bitcoin như là các bạn thấy được là phần lớn là đến từ BTC là 46.000 BTC, 2 triệu Ethereum, 229.000 Litecoin, 56.000 Bitcoin Cash, 684.000 EOS cho nên các bạn thấy được đây là một dẫn chứng là sau khi mà Trung Quốc ra cái lệnh cấm liên quan tới crypto thì crypto vẫn tiếp tục hoạt động mạnh ở Trung Quốc và người Trung Quốc vẫn tiếp tục mua được rất nhiều crypto cho nên mới bị gạt nhiều như vậy. Còn vào đó nữa các bạn thấy được là cái ngành mining hiện là cái ngành đào Bitcoin ở Trung Quốc thì nhà lại càng phát triển. Bây giờ các bạn thấy là những công ty lớn mà tham gia vào đào Bitcoin vẫn còn rất nhiều ở trung quốc như là bitman f 2 poor các bạn thấy được ở đây là những cái hội đào mà rất lớn ở trung quốc vẫn tiếp tục hoạt động và các bạn cũng đã biết là trung quốc là một nước như thế nào nhưng mà cái lệnh cấm crypto các bạn thấy là cũng không có cái hiệu quả như là chính phủ trung quốc mong đợi và tôi nghĩ là tương tự nếu như mà cái lệnh cấm này được đưa ra ở nước nga thì sự việc cũng tương tự như là trung quốc tại vì trên căn bản các bạn thấy được là bitcoin là một cái loại tài sản mà không biên giới không ai có thể tịch thu được cũng như là không ai có thể là ngăn chặn hay là đóng băng bất cứ giao dịch nào là một mạng lưới rất là phi tập trung cho nên trong thời gian lâu dài cái điều mà thường cảm thấy là có cái kết quả tốt hơn là tìm những cách khác để mà đánh thuế thị trường crypto giúp đỡ thị trường crypto phát triển để có thể là đạt được những cái lợi nhuận từ thị trường này các bạn thấy được là đây là một cái thị trường mà bây giờ cũng đang phát triển rất nhiều ở Hoa Kỳ hiện tại các bạn thấy chúng ta bắt đầu có những công ty crypto lớn được hình thành như là công ty Coinbase và những công ty này đương nhiên đóng thuế rất nhiều các bạn thấy được là công ty đóng thuế và công ty đó cũng mướn người người dân thì có công an việc làm và những người mà tham gia vào thị trường crypto thì họ trade họ có lời họ vẫn đóng thuế cho nhà nước thì các bạn thấy được là một cái quyết định mình cảm thấy là có cái kết quả tốt lâu dài hơn là tìm cách để mà đánh thuế quản lý thị trường này hay hơn là tìm cách để mà đưa ra những cái luật cấm tại vì các bạn thấy được là luật cấm thực sự thường không tin là có hiệu quả thì khi chúng ta nói tới cái dự luật liên quan tới nước nga thì dự luật này phần trăm được thông qua là bao nhiêu thường nghĩ là dự luật này được thông qua cũng là một điều mà thường cảm thấy là không có gì gọi là bất ngờ tuy nhiên trong thời dài hạn đây không phải là một vấn đề mà thường quan tâm tới và các bạn thấy là một quốc gia này không thích tiền kỹ thuật số thì có một quốc gia khác thích tiền kỹ thuật số và thực ra chúng ta nói tới những cái quốc gia lớn bây giờ thì các bạn thấy được là nhiều quốc gia lớn bây giờ cũng không có những cái lực cắt giao thậm chí là còn chào đón thị trường này các bạn thấy được là ở hoa kỳ là một à, ví dụ điển hình canada hay là các bạn nói tới nước anh thì những nước này là bây giờ là đang tích cực để bàn ra những cái lực rõ ràng hơn liên quan tới tiền kỹ thuật số và một cái điều mà các bạn cần nên biết ở đây là nếu như mà muốn cấm thì không lý do gì mà đưa ra lực và nếu như mà đã đưa ra lực quản lý thì đương nhiên là sẽ không có ý định cấm đây là một trong những điều mà các bạn cần phải suy nghĩ tới. Và các bạn thấy được là những nước như là Hoa Kỳ thì bây giờ cũng có rất nhiều những cái nghị sĩ ủng hộ Bitcoin, ủng hộ tiền kỹ thuật số. Không phải là ủng hộ blockchain mà ủng hộ Bitcoin và tiền kỹ thuật số. Như là các bạn thấy được là nghị sĩ Kevin McCarthy nói là ông ta thích Bitcoin và các bạn thấy được là một số những cái nghị sĩ khác như là các bạn thấy là nghị sĩ Mike Crapo hay là các bạn thấy là nghị sĩ Patrick McHenry thì trong những cái cuộc họp trong những cái buổi điều trình thì cũng đã đưa ra cái suy nghĩ mà mình cảm thấy là họ đã có cái sự hiểu biết hơn về thị trường crypto là cấm Bitcoin là một điều hầu như là không thể làm được ở Hoa Kỳ cho bạn thấy được là nghị sĩ Patrick Henry cũng đã nói là there's no capacity to kill Bitcoin như là không có khả năng nào để giết chết Bitcoin được hay là các bạn thấy được là nghị sĩ Mike Crabble cũng đã từng nói là nếu như mà chính phủ Hoa Kỳ có muốn đi nữa thì cũng không thể nào cấm Bitcoin được thì vì lý do đó Mỹ đã bắt đầu đi vào một cái xu hướng là bây giờ không cấm mà sẽ chào đón thị trường này nhưng mà sẽ có những cái lực là rõ ràng hơn và thuế sẽ tính như thế nào và sẽ đánh thuế thị trường này và đây là một cái ý nghĩa sáng suốt hơn còn về việc mà cả thế giới này cùng nhau họp lại để mà chống đối thị trường crypto để mà đưa ra cái quyết định là sẽ cấm Bitcoin và crypto hoạt động thì sẽ ra sao thì tôi nghĩ là nếu chúng ta nói tới điều đó xảy ra thì đương nhiên đây là một điều là cực kỳ xấu Bitcoin thì vẫn sẽ tiếp tục hoạt động nhưng mà sẽ tiếp tục hoạt động ngầm Các bạn thấy được là đây là một mạng lưới mà chỉ cần có thời đào là sẽ tiếp tục hoạt động được Nhưng mà cái sự mà lan tỏa của Bitcoin như là mọi người mong đợi là sẽ gặp vô cùng khó khăn nếu như điều đó xảy ra Nhưng mà nếu chúng ta nói tới là có thể xảy ra hay là không thì đương nhiên là có thể Tất cả các nước đều có thể hợp lại để mà đưa ra quyết định là cấm Bitcoin, cấm crypto Nhưng mà cơ hội là bao nhiêu thì cảm thấy là cơ hội này cực kỳ nhỏ tại vì sao tại vì các bạn thấy được là những cái điều mà lớn hơn như là các bạn thấy là liên quan tới dịch bệnh mới đây thì mỗi quốc gia đều có cái ý kiến riêng về dịch bệnh và các bạn thấy được là ngay cả là dịch bệnh thì các quốc gia cũng không có đồng lòng cũng không có đồng một tiếng nói thì chúng ta nói tới cái thị trường tài chính như là thị trường bitcoin thì làm sao mà các quốc gia đồng một tiếng nói được các bạn thấy được là một nơi thì muốn cấm một nơi thì cảm thấy là đây là một cái thị trường mà có thể đánh thuế được là một cái thị trường có thể tạo ra công an việc làm thì làm sao mà các quốc gia cùng nhau đưa ra cái quyết định là cấm Bitcoin và cấm crypto mà nếu như mà họ muốn thì đã làm trong vòng 10 năm qua tại sao lại phải đợi tới giờ này và đây này là những suy nghĩ, những chia sẻ của Thuận về cái vấn đề này. Các bạn nghĩ sao thì hãy comment ở phía dưới. Và Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video ngày hôm nay. Và nếu như các bạn là một trader mà các bạn muốn ủng hộ Thuận Capital, các bạn có thể tham gia các sàn giao dịch thông qua link ở phía dưới video này thì các bạn có thể tham gia những sàn margin như là sàn NEPX và sàn Bybit tham gia sàn NEPX bằng cách bấm vào link tham gia sàn sau khi mà đăng ký thành công thì các bạn có thể bấm vào cái nút kế bên để đăng ký vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là cái tín hiệu chơi miễn phí thông qua Telegram tuy nhiên là giao dịch margin có rất nhiều nguy hiểm các bạn có thể có được lợi nhuận cao nhưng mà nguy hiểm cũng rất cao các bạn có thể là long đánh lên hay là short đánh xuống thị trường lên xuống các bạn đều có thể là kiếm được lợi nhuận nhưng mà chơi margin không phù hợp như những bạn mới chỉ phù hợp như những bạn nào mà có kinh nghiệm trading nếu như các bạn muốn giao dịch altcoin các bạn có thể tham gia sàn binance tham gia thông qua link của thùng capital ở phía dưới các bạn có thể là được giảm 10% phí giao dịch sau khi mà giao dịch sàn sẽ trả lại 10% vào trong phí của các bạn ba sàn này Starbucks, Bybit và Binance là ba sàn quốc tế nếu như mà các bạn là một người ở Hoa Kỳ các bạn có thể tham gia sàn Coinbase bằng cách ta bấm vào nút đăng ký thông qua link ở phía dưới video này và ngoại trừ các video các bạn có thể tìm thấy các bài viết của đội Thuận Capital ở trên trang web thuậncapital.com. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.